Ủa? Cô đi đâu? Cô đi nghỉ học à? Anh em ơi, anh em ơi. Anh em ơi. Suốt ngày đi học muộn vậy? Không 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 không. Không. Uống cái gì đấy? Không 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 không, quan trọng quan trọng quan trọng. Anh em mình sắp giàu rồi. What? Nghe vậy? Sắp giàu rồi. Anh em mình chưa đủ giàu sao? Nhưng mà sẽ giàu hơn nữa và hơn mãi. Mình có gửi đến một cô gái đẹp để học cùng các bạn. Ghê vậy. Né ra, cực phẩm vô nè. Né, 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 né. Ở phía sau, phía sau, phía sau. Cực phẩm vô nè. Ở phía sau, phía sau, phía sau. Oh, wow. Wow, bang, bang, bang. Nóng quá. Bảo lớp anh em đi học đều là đi học đều. Cửa này sao giờ này nó khó khăn với tôi vậy? Đạp nó ra đó. Tôi đạp bằng cách nè. Hello. Giác quan hoàng mỹ. Giác quan hoàng mỹ. Hôm nay mình học mổ mắt với lấy tay cạo tóc luôn nha. Ủa sao lại có ảnh của cô đi trên kia kìa? Ơ cô tít mà. Ơ tít chứ à? Đó là cô Ngân đi. Mà à, Thái Ngân. Thái Ngân đó. Thái không vui. Vui. Ủa? Cô đi đâu? Cô đi nghỉ học à? Anh em ơi, anh em ơi. Anh em ơi. Anh em ơi, anh em ơi. Anh em ơi. Suốt ngày đi học muộn vậy? Không, 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 không. Uống cái gì đấy? Không, 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 không. Quan trọng, quan trọng, quan trọng. Quan trọng lắm hả? Không. Vỗ tay, vỗ tay đi, vỗ tay đi. Hôm nay được rồi, massage, cạo tóc, lấy tay rồi đúng không? No! Rồi xong, thằng này áo bệnh tiếp rồi. Không phải. Mới chui vô đâu. Nhưng vấn đề là vậy. Anh em mình sắp giàu rồi. Ghê vậy? Sắp giàu rồi. Anh em mình chưa đủ giàu sao? Nhưng mà sẽ giàu hơn nữa và hơn mãi. Quá ghê. Sao bạn nói thôi, có chuyện gì? Tại vì ngày hôm nay, kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một nhà đầu tư đang nhắm vào trường mình. Ghê vậy? Để đầu tư cho trường mình to hơn nữa. Trời, cái đó sao ba bạn không nói ta? Chưa, để bí mật. Nhưng mà tôi mới nghe được ông Lao Công. Hả? Ghê vậy? Ông Lao Công mà ông biết luôn hả? Không không, nhưng mà khúc này quan trọng hơn nè. Ngày hôm nay ông gửi một đứa con gái vô đây học để thám thính tình hình. Ai muốn vào nào? Ai? Nhỏ gái mà, nhỏ này. Ai con chủ tịch thì chắc chắn là xinh. Đâu? Cao ráo đẹp trai để làm gì? Bạn ơi bạn. Nhưng mà bạn giờ bạn phát âm những âm nào mà không những từ nó đi ra là không? Tôi thấy bạn mưa nó cứ đi theo bạn hoài à. Bạn hôm bữa bạn phun mưa mình thì có. Thôi về lại cái chủ đề ở đây bạn. Về chủ đề đó, đó. Cho nên là ngày hôm nay anh em mình phải làm sao ga lăng. Mình từng bóc phải nâng niu cô ấy. Ok. Nâng niên bàn chân Việt. Cái đó tôi làm được. Được không? Được. Đó, cho nên là ai sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ này đây? Chắc chắn là con trai của chủ tịch rồi. Để tôi vào. Thôi nó đã vào rồi. Nhìn mặt này bắt phôi quá à. Nhìn mặt này bắt phôi quá à. Bắt phôi là gì? Bắt phôi quá à. Cần một người thanh lịch và điềm đạm hơn. Để tôi. Mày nói nhiều quá. Thì ai? Thanh lịch mà. Quên cái đầu. Thịnh. Ủa? Ê, không được, quên, xin lỗi. Ta có chủ rồi. Các bạn là xuất chính mình đúng không? Không có điên quá. Không, vậy thôi. Bây giờ nè, không được. Tất cả chúng ta. Ai có cơ hội thì không ai lấy ai đúng như này. Bây giờ này, mình là người nào cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng. Bây giờ ai thiếu phần nào thì lấp phần đó vào. Các bạn nói là tôi nôn quá, tôi ra tôi coi coi. Chưa đâu, đi trực thăng tới trên trời xuống mà đâu ngoài cửa. U là trời. Không, đôi khi là đi tàu ngầm cơ. Ừ, tàu đất lên mà. Đi tàu ngầm ra nè. Ủa? Nào. Nè. Ấy nữa hả? Nó cũ rồi. Bữa nay thằng Quang Hùng Master J á. Cũ rồi sao vấn đề đây vậy? Cho bảo di vãng đi bây giờ không ai nhớ đâu. Ừ, Master J là. Trời bạn này lớp trưởng. Lớp trưởng thật là yêu bạn, yêu bè. Không có Master J là đôi khi Master J là giao điện không? Là Funny sao xuyến. Ủa? Hả gì? Gì vậy? Bạn nói gì vậy bạn? Ồ, bạn nói gì vậy trời? Sao càng ngày cái lớp nó càng vô chi vậy ta? Bạn nói cái gì mà dùng ý thức và trí tuệ được không bạn? Đúng rồi.
Bạn bạn hãy nói cái gì mà vận dụng 12 năm học sinh giỏi của thôi bạn. Thôi được rồi, trong lúc đợi bạn học sinh mới. Cầu mình đã mua một mình đã cầu tiếp không? Ok. Ai thua làm bố. Đợi học sinh mới. Tôi thấy càng rồi thấy càng ngày cái lớp này nó càng rơi vô cái dòng xoáy. Tôi đứng chờ này, đứng dưới chờ. Ok. Thôi để mình ngồi mình coi nha. Mình ngồi mình coi. Đây. Ê, đừng mới nữa. Đừng mới nữa. Cái đơn này đơn mới, bức tường mới báo xong. Đơn này đơn gì, đơn thuốc hả? Đọc lại, đọc ký lại mà. Đơn xin nghỉ học. Kính gửi ban giám hiệu lớp học Hoàng Mỹ. Em là học sinh Lê Quang sao Hùng. Sao cô nào cũng cứ Trần, cứ hôm nào cũng sửa gạch chữ Trần là sao ta? Lê Trần Quang Hùng là sao ta? Lê Bảo Bình. Người đẹp trai nhất lớp học, đồng thời cũng là học sinh không biết nghỉ học. Nhưng em lỡ nghỉ học hơi nhiều. Hôm nay em viết đơn này tha thiết mong quý thầy cô cho em được nghỉ một buổi học. Với lý do em bị hoa mắt tay chân bủn rủn khi ngày đêm mong nhớ được gặp các bạn. Do đó em sẽ cố gắng chống khỏe để đến lớp gửi những người anh em nhớ chăm học. Một cô gái B sẽ S. Mình có gửi đến một cô gái đẹp để học cùng các bạn. Wow. Gạch Trần là sao ta? Không hiểu luôn á. Cái đó là cái signature của người ta. Ủa sao tự nhiên mỗi ngày mỗi chữ ký khác nhau vậy? Cái mạng kỳ vậy? Này nó làm sao? Ê, nó nhờ ba đấy chú nó ký tên hay gì? Không có đâu, Hùng mới bị đá nhân cách rồi nói rồi. Nó bị bệnh tim nó, mà. Nó có nói nè, bụt rùn chân tay, nó ký nó bị run á. Vậy hả? Chân tay bụng đủng mà. Ơi, tôi nghĩ đến nhà hồi xưa đi học á, hay nhờ mấy chú xe ôm rồi vô ký nó. Nhưng mà cái này là tương lai của tôi đúng không? Đúng rồi, tương lai của bạn đó. Bạn cầm bạn bạc đi, bạn chụp lại đi, bữa sau bạn chỉ cần photo thôi. Thay tên chữ ký rồi được. Buồn quá. Thôi rồi. Hùng ơi. Thôi buồn quá, mình đi đá cầu đi cho đỡ buồn. Đá cầu đi. Đá cầu đi. Master đi. Này không biết có ông thầy và cô nào tới nữa. Chết rồi. Hùng ơi. Ok. Hùng ơi. Chạm ba rồi nhá. Ba thôi đúng không? Chạm ba gọi là bốn nhá. Chưa, đi im. Đấy luôn là thắng rồi. Một không. Ủa không, cái này không tính, tại vì cái này okay, là ra không tính rồi. Lại luôn. Lại luôn. Ê, 1-0 rồi. Tự bột phá tự hủy. Tụi bạn chơi giật tay không? Vô luôn. Vậy hả? Chắc mấy bạn điểm luôn. Ok. Mình nhiều điểm mà. 1, 2, 3. Ôi, hay quá đi. Ôi. Ê, ôi, ra. Ôi, đạp cửa kìa. Ủa, vào rồi ta. Đấm nó. Ê, cái mỏ này kỳ kỳ vậy ta. Khoan, bạn nữ mà. Để tôi chém nó. Ôi. Nè ra, cực phẩm vô nè. Nè. Ở phía sau. Wow. Tầng phẩm vô nè. Ở phía sau. Wow. Bang. Chết rồi, như bạn này đi học nhộm tóc. Không sao đâu, nhà đầu tư. Kính thưa quý vị, đây là những sản phẩm mới ra lò của công ty chúng tôi. Nữa. Thôi để cho cái nữa. Cái lớp gì mà như cái chợ. Sao bạn biết vậy? Rồi cái lớp trưởng đâu? Đây. Ai là người cái lớp trưởng mà đi quăng cái phù hiệu ở ngoài? Ôi nhà đầu tư, xin lỗi nhà đầu tư, chết rồi. Tôi đến đây để tôi theo dõi tình hình, để tôi quan sát xem gia đình mình có được đầu tư đúng chỗ hay không. Thì tôi thấy là đúng. Lỗ. Sao vậy? Đổ bể, suy bại cả cái gia tộc này vì cái lớp này. Ở đây có cái lỗ nào đâu? Ở đây không thấy cái lỗ nào hết. Mày như đây mày thấy cái lỗ nào? Có. Ủa? Ông đây vị trí chưa vậy? Ở đây giống nhà ta. Ờ kia nhà đầu tư đâu, đâu cái giọng hay dịch vậy ta? Không, cái bên này nói con nghe nha. Nó là trợ lý của bạn này. À đây ok thôi được, cho nó nói. Ủa trợ lý gì mà to tiếng quá ta? Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Sơn. À, Sơn. À, đó. Sơn Tùng. À, Sơn Phụ Hồ. À, xe lớn. What? Sơn Lé. Khà đây. Cái lớp này hề hước quá.
vô mà tôi mắc cười. Thôi vậy được rồi, vậy nè. Nhưng mà tôi đến đây không phải là để tham gia vô những cái trò vui này. Đúng. Tôi đến đây là để tôi tham thác. Tham thác là... khai thác đúng không? Ờ, tham quan với giám sát. Tham quan, đúng. Bé này thông thái. Đúng, à, hay quá. Ít nhất trong lớp phải có một bé gái. Đúng, chỉ có một mình luôn á. Có một mình luôn. Ừ, có một bé rất nhiều. Chứ mấy cái cậu trai này được cái mã. Ở đây làm gì có cậu trai nè. Bọn mình với đi đây đây với cậu mình trai nè. Trời ơi, làm gì có cậu trai nè. Trời. Coi chừng bị lây nha. Coi chừng bị lây nha. Tôi thấy có căng lắm rồi. Tôi thấy cái tướng tướng lại là tôi hơi nghi gì đó. Thôi để cho cái để con. Nghiêm trọng, nghiêm túc lại. Hôm nay tôi đến đây để làm gì? Nói, tôi đến đây để làm gì? Để làm gì đó? Để làm gì? Để làm gì á hả? Ê, giang hồ dạo này thích tạo nét quá ha. Tạo nét thì là tách não thôi. Cái gì vậy mấy cái cậu trai này? Mông má. Ở chết thiệt chứ. Thôi nhưng mà tôi nghĩ bạn tới đây để học chứ đúng không? Ai mà biết. Ủa? Trời ơi. Chứ tôi đến đây để làm cái gì? Tôi đang hỏi câu hỏi tu từ mà. Bạn đến đây để làm gì đó? Làm gì đó? Bạn biết sao không? Tại vì lớp này tới đây cũng không biết làm gì hết. Cho nên là bạn tới đây làm gì? Làm gì? Các bạn hãy im lặng cho khoảng nửa tiếng để bạn tôi suy nghĩ. À tôi biết rồi. Thì làm này làm kia nè. Đúng. Làm mình làm mẩy nữa. À thì ra là như vậy. Sao chị hai? Chị chặt bóp lần nào không? Bí rồi nè. Bây giờ bạn chỉ cần kêu SOS. SOS. Bạn gửi tín hiệu tới bức tường đi. Không, đừng bị cuốn theo. Bạn gửi tín hiệu tới bức tường đi. Đi ra. Thôi, sao tôi thấy cái thằng này nó lất cất quá ta. Hả? Lất cất hả? Để bắt kiến cho cô đi. Nhắm ai chơi lợi tôi thì bước lên đây. Trời ơi. 5-1 không chọt thì cũng què. Đúng. Để đi đi. Lên. đỡ Ủa? Tôi đến đây là để xem các bạn làm gì tôi? Bạn muốn làm gì tôi làm cho. Khoan đừng nè, từ nói trước đi. Sao người ta như thế? Thôi đi như vậy, dù gì thì đây cũng là một cái lớp học. Đúng. Cho nên là để mà được bước vào cái lớp này, được để xem các bạn làm gì. Đúng. Thì bạn phải làm gì trước đã? Đúng. Bạn phải giới thiệu tên, tuổi. Đúng. Giới thiệu tên, tuổi và kỹ năng cá nhân của bạn là gì? Tài năng của bạn là gì? Để coi cái đường vào lớp này và xem chúng tôi hay không? Đúng. Yeah. Nghĩa là mình phải làm gì đó mấy khứa này nó mới cho mình vô. Lấy cái tư cách gì? Có đàm hay gì? Giờ quậy. Đây đàm đây. Trung đội đừng có làm quê. Đàm đây, phát biểu đi. Giấy đâu bạn? Có giấy không? Ủa? Nhưng bây giờ là giới thiệu rồi mới thể hiện tài năng. Đúng rồi. Hay là thể hiện tài năng trong lúc Giới thiệu. Làm gì cũng được. Nằm được. Nhưng mà cái thứ hai rất là hay nha. Vừa làm mà vừa giới thiệu luôn thì rất hay. Tại vì chưa ai làm như vậy cả. Như kiểu là hướng dẫn á. Khác biệt luôn. Tôi á thì ngoài cái chuyện đẹp gái với giàu ra, tôi chỉ biết hát hay thôi à. Trời ơi. Ghê chưa. Nên là kêu biểu hiện một cái gì tài năng tôi cũng thấy là hơi khó đó. Ừ. Có cái mic không? Có. Cái lớp gì mà không có cái mic. Thằng nào có mic luôn á. Cái mic đâu? Đâu rồi? Đây chờ xíu, bạn chờ xíu bình tĩnh. Cái mood nghệ sĩ đang lên. Đây mic cô đi rút mic ra. Đây. Wow. Cô đi hả? Tôi là cô đi. Đây chứ không phải là cô nha. Chỉ cần bạn nói bạn giàu thôi tôi biết bạn hát hay rồi. Nhưng mà tôi vẫn muốn bạn thêm tài năng cho những người khác. Ê, sao bạn ho vậy? Mic không có lên.
Bạn hãy quay qua nói với bức tường đi. Bạn quay qua nói bức tường đi, lớp tôi. Tường ơi, mở mic. Tường ơi, mở mic lên. Bật. Lộn cái mic rồi, mic cô đi xài không được. Đây, để đuổi cho. Để lấy cái mic của Ngân nha. Để mình thử mic mình. Alo, mic xài tốt lắm, mic của anh tốt. Ơi, tôi phải đi ra rồi đi vô. Ok. Sân khấu. Đừng có đi ra đi vô đi về nha. Một sự xuất hiện mà, một sự xuất hiện. Mấy bạn tập trung nha, tôi bước vô mà mọi người không tập trung. Tôi biết rồi. Thưa quý vị, sau đây là màn trình diễn của nhà đầu tư thế hệ mới với biệt danh là Hay ta. Hay đó, được cái tên trời. Hello. Tôi nhào vô ghé vô chơi rồi này. Hello. Mèo nhào ra đánh tôi ngay. Hello. Xin chào everybody. Hi. Tên tôi là Trang Hí. Đến đây chơi chung vui hòa vui vợ cho các bạn rồi này. Muốn đến thăm cô và thầy cho tung ta cùng nhau múa may. Muốn đến đây chơi và hôm nay ta quyết cầm xe chơi thật lầy. Ây, nghe. Từ, để nhớ. Để ta mài đô đùa như là em bé. Dầu 46, 18, 10 ta dân luôn không già. Dù ở đây, ở đâu, ở xa hay khi mùa chùm ta dân luôn phá. Và ta dân luôn lớp. Và ta vẫn, vì ta học chung một lớp học hoàng mỹ. Ai gì bạn mắc? Bạn mắc y hả? À Trang Hí ok, vỗ tay các bạn ơi. Sượng chân, nhưng mà tôi cố lắm rồi. Tôi là giàu, tôi không có hay khùng đâu. Thấy bạn cũng khùng á. Thấy bạn cũng là đâu đó. Thấy bạn cũng bình thường á. Ê, tôi nghĩ là nay mời để cho hai bạn ngồi chỗ đầu đi. Ok, ok. Nhưng vấn đề là bạn Trang hí ra xong rồi, bạn Trang hí xong rồi đúng không? Thì mời bạn Trang về chỗ. Tới bạn gì? Bạn này bạn gì ra? Bạn xe lớn nè. Bạn người dưỡng nè. Bạn xe lớn. Tôi. Xe lớn. Nhờ cho bạn chỗ học giỏi nhất. Ơi, bạn chưa giới thiệu. Mừng. Đây. Mừng bạn. Xin giới thiệu một lần nữa. Giữ tôi điện thoại bạn. Dạ. Không lấy nha. Dạ. Không chụp hình nha. Không tôi à, friend mình vô Facebook tôi nha. Ghê vậy? Dạ rồi, bắt đầu đi à. Tôi sẽ tự giới thiệu. Tôi là Sơn. Sơn lé. Hay mọi người gần gọi là xe lớn. Sơn sơ hở. Sơn sơ hở. Sơn sơ hở. Đâu, hở chỗ nào? Hở chỗ nào xem nào. Đừng, tay chân không có đụng chạm. Chú chưa có biết tôi bước vô đây để làm gì đâu. Đúng. Cho nên chú đừng có đụng chạm vô tôi. Sao biết được? Như các bạn cũng đã biết. Và tôi thì chưa biết. Các bạn, khi mà có học sinh mới vô đây phải chào mừng một tiết mục gì đó các bạn mới cho tôi vô lớp đúng không? Đúng. Đúng vậy. Hôm nay, tôi xin phép. Làm gì ta? Hâm vậy ta. Cũng vô chi nữa. Mát. Cùng. Thằng đó đi riêng nha, không đi chung nha. Không liên quan nha. Sao thấy hơi tửng ta? Thấy hơi tửng. Thể hiện một tiết mục nhẹ nhàng, sâu lắng. Ok. Năng động dễ thương. Ừ. Với trẻ hiện đại. Ừ. Cho một tiết âm nhạc được không ạ? Ok. Mấy thằng em hai hàng dọc nên đón lại chứ phải mà xếp hàng. Anh không thích mình là đại ca nhưng nghe tên anh thì phải kép nép mà xếp càng. 3, 5, 7 chuyện anh mà nái kỳ. 2, 6 hơi nóng như mặt Gucci. Đô la la bạc lẹ nhảy sao cho được ví. Sao bị ba anh đắp chân mà ngủ đi. Cô anh hút ở chè bà má. Trong bát vàng 24 carat anh hiện như đường tăng mặt xa kỷ
nổi là lục đúng như một cục bọc là ba homie anh nằm lớn bà chùm trước mặt sau lưng để dễ ai giả hợp là lúc đó mình đừng có trách hồi lên phụ cho hồi tên và má cũng đúng chứ anh nó không cần phải khai khi anh cười là đời đó đen tối không cần phi tòa đứng án hay bãi nại bước luôn công để không thì giúp con quen lối kịp gì sẽ hàng nhưng cái lạnh là da và môi anh đây khô em cái bạn đi muốn đấu quốc tịch như muốn anh nói là anh thấy cổ đó anh chính là nắp em là nồi nên tới phương đồng thổ nơi nào nó phương đồng cái em gái bên anh da trắng nữa nè tất cả những ra anh lo đợi em sắp xếp điều đấy của anh không mãi tiếp tục chiếu nếu muốn làm thì làm mà cho tới mà chết có chết thì chịu còn muốn chơi là phải chịu cho tới chứ mà chết có chết thì chịu nếu muốn làm thì làm mà cho tới hey còn muốn chơi là phải chịu cho tới 1 2 3 let's go hey 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 vậy 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 là bà là rapper không ủa nhipper 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 đúng rồi tôi thấy giống nhipper hơn. Nói chung hôm nay tiết mục tôi mang đến tuy nó khá là cũ tuy là nhép nhưng vẫn vui vui đúng không đúng vui đúng không tay đâu giơ lên đây 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 cảm ơn các bạn rất nhiều đúng quyết định nhường các bạn cái chỗ đẹp trai nhất lớp nhưng quan trọng bạn có vui không nhưng bạn có vui không ừ vui chứ vui sao không quẩy đuôi quẩy đuôi lên bạn có vui không bạn vui bạn vui bạn quẩy đuôi chứ tôi quẩy đây giờ tôi bạn quẩy đuôi là 1 2 3 mình hỏi thằng đuôi nó chỉ mình hiểu cái đuôi sao 1 2 3 ok ha rồi rồi vậy đây rồi vậy đây rồi ấy giác quan ủa gì vậy bạn sang dữ vậy không có số phận ngồi xương ngồi dưới quen người ở đây ngồi thôi bạn ngồi đây đi bạn ngồi đi nè ngồi đây nè anh đây đã bằng nè nó bằng dưới thôi nè qua đó rồi thôi bạn ngồi đây đi ủa sao lại đứng vậy tôi nghĩ bạn Trang với bạn Sơn nên đổi chỗ cái gì mà đây bị mất bạn Sơn ngồi đó là bạn Trang mất tiêu ê tính ra tên hai bạn này nó thành một cái Sơn Trang luôn á ha là biết số phận với bạn rồi đó hai bạn muốn ngồi sweet box không thôi no. Đúng cũng được cũng được rồi ghép ghép vô mất vị giác ê nghe cái này sao giống cô gì quá ta khoan khoan bây giờ là tiết một học về vị giác ủa mình có đi học hả mọi người tưởng vô đây chơi thôi mất vị giác có trường hợp sao mời thầy chúng ta tiết một học về vị giác mất vị giác có các trường hợp như sau thứ nhất là giảm vị giác thứ hai là vị giác ma tức là cảm nhận được một vị nào đó mà thực ra nó không có và tiếp theo thứ ba là mất cảm giác một vị và thứ tư là mất vị giác hoàn toàn Cái này là bạn nhậm là bạn hiểu nhất này. Tại vì lần trước bạn mất vị giác đó. À đây cả lớp ngồi trên ghế. Để đọc cái nào. Cả lớp ngồi trên gối. Khi nghe hiệu lệnh thì di chuyển bằng gối đến vị trí bấm chuông. Người bấm chuông sẽ bịt mắt, ném món ăn và gọi tên món ăn hoặc là nguyên liệu chính. Nếu đoán sai phải trở về vị trí. Những người còn lại có cơ hội để tiếp tục đoán. Mỗi món ăn đoán đúng sẽ được 100 điểm. Wow, được anh rồi. Thôi đi. Ít kỹ quá bạn. Em có 10 giây để đoán không là cơ hội dành cho người khác. 10 9 8 5 sai. Rồi nhậm tại chỗ, lượt chơi tiếp theo. 5 4 3 2 1
Ủa tới đây được rồi mà. Em chung nè. Tới đây thôi. Ê, trong biển. Đúng. Đúng không? 100 điểm. Ghê vậy. Trời ơi, người biết chơi có khác. Tôi ăn thì tanh tanh, tôi tưởng là cái gì. Tao đứa mình lắng. Thì kẹp dữ rồi. Hai mẹ cái lộn mèo xong lộn nhau rồi đâm nhau luôn á. Đau lắm rồi mình. Hai đứa mình lăn như nhau luôn á. Lò bò. Ừ. Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ở gì vậy? À, nhưng vị này giống vị kẹo cuốn mùa quá ta. À, cam. Cam. Ủa phải cam. Chả mà có cam nữa. Đúng không chị? Rồi trang thí rồi. Ủa? 2, 1. Rồi. Trời. Đi chơi. Em. Ơi. Làm mà nhảy lên không à. Đúng rồi. Ủa, thấy chưa, trí khôn của ta đây. Trời, giống khôn ghê. Gì vậy? Sao mày đi chơi nhiều cực như vậy? Các bạn nhảy không à, tôi bò từ từ tới. À. Ngày nào? Ngày là chú chiên. 10, 9. Bột với lại 7. Cam. Sai, đúng rồi. Rồi, anh em nhường xíu đi. Cho các bạn nữ thắng. À, cho các bạn nữ thắng đi. Ây, okay, okay, chậm okay, rồi. Okay, cho các bạn nữ thắng nha. Ok. Để cho con đi thắng một cái. 3, 2, 1, bắt đầu. Ủa sao giờ chậm hết vậy mấy bạn? Ủa, sao nay em cũng làm như thế mà không được tỉnh ta? Thịnh ơi, nhường cho Fanny của em á hả? Ờ, nhường cho Fanny á. Ờ, quên. Ê, bị gạt hết thôi. Nó đem người tình. Học sinh mới tôi bị lừa. Oh no. Ủa, nhắm mắt đi mấy bà gì mà mắt khâu láo vậy? Rất quen luôn, đoán không ra đâu. Cái gì nhỉ? Sao giống bột vậy ta? Bột gạo với cả nước sốt gì đó ạ. Nước sốt chanh. Sai. Cái gì ta? Mấy bạn đang đúng một nguyên liệu là bột rồi, còn một nguyên liệu nữa. Luật mới, ai đi chậm trước thắng. Từ cái việc mà bò trên gối. Thời gian của cô bây giờ đứng vậy. Hết luôn. Lớn mạch rồi. Cái này dài mũi quá. Thôi mình bất lợi ta. Thôi cái này nhờ con Fanny đi. No. 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Ủa, chỉ có em thôi. Em Fanny ạ. Đồ chưa? Ơ, xô đi dạng cả hãng rồi mà. Nguyên liệu là bột bánh. Hai từ cái bánh này ăn lạ lắm đó, giờ mình đọc đi. Bánh, kem, kẹo dẻo, cam. Cơ hội 100 điểm. Ủa? Gì ghê vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi mà. Cái lưỡi tôi liếm rất nhiều thứ rồi. Không có nào qua được mắt người tôi hết trơn. Cái gì? Một cái bánh cam. Ý chưa? Ảo lộn bánh cam người ta. Còn là sai. Kẹo dẻo. Vậy là biết sai rồi. Ờ, kẹo dẻo. Có cái vị nó đúng, cái vị của nó đúng. Thì gì nó có mùi kẹo bốn mùa là đúng rồi. Oh no. Cái cảm giác mà cái người lần đầu tiên là 100 điểm tháo hức á.
chấp luôn á. Kẹo bốn mùa là kẹo gì ta? Không biết kẹo đó. Biết hả? Kẹo đó ai cũng biết hết. Kẹo bốn mùa, trời. Kẹo bốn mùa là kẹo gì? Không biết kẹo bốn mùa. Không có tuổi thơ. Không tuổi trời, thơ. Trời, ngoài Hà Nội làm gì có món đấy. Ê, ví dụ Trang Ý đừng hát đi. Trang Ý đừng hát. Trời ơi, trời ơi, nó không biết tiếng Anh luôn. Nó không biết cái tên bài đó rồi. Không. Biết cái bài đó có biết bang nhưng mà tiếng Việt mà, bài tiếng nó, Việt mà. Nó biết mày đó. Bài tiếng Việt mà. Ủa? Không phải.